Hôm vừa rồi đi chơi thì lần đầu mình thấy cảnh này. Có một cô nông dân, cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại, cô ấy quay cho chồng cô ấy đang hái mít. Mình cũng tò mò, thế là đứng lại xem. Hỏi cô ấy đang làm gì thì cô ấy bảo là cô ấy đang làm YouTube. Mình rất ngạc nhiên khi mà nghe cô ấy nói như thế. Cô ấy còn đưa cho mình cái điện thoại xong rồi khoe mình là kênh cô ấy được đến mấy nghìn sắp cơ. Trên đường về mình cứ băn khoăn với một cái ý nghĩ này. Làm thế nào mà một người nông dân bình thường lại có thể tạo ra một kênh YouTube mà thậm chí nó còn tốt hơn kênh của rất nhiều bạn trẻ làm bây giờ. Về đến nhà thì mình nhận được cái bình luận này. Đây là bình luận của bạn tin tức tổng hợp 2023. Bạn ấy gợi ý cho mình làm một video về người bình thường không có học vấn cao vẫn có thể làm YouTube và lợi ích của họ khi làm YouTube. Mình rất cảm ơn bạn tin tức tổng hợp 2023 vì đây là lần thứ hai bạn ấy đã gợi ý cho mình những cái ý tưởng rất là hay để làm video YouTube cho kênh của mình. Tín hiệu vũ trụ đây rồi, mình phải làm ngay một video để trả lời câu hỏi một người bình thường có thể trở thành một YouTuber được không. Cái tình huống mình gặp đấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Dù là người bình thường, mình tin rằng vẫn hoàn toàn có thể làm một kênh YouTube được. Video này mình không chỉ hướng dẫn một người bình thường làm YouTube ra sao cho đúng cách, mà ở cuối video ấy thì mình sẽ chỉ cho các bạn một tuyệt chiêu bí mật để biến một video bình thường thành một video hot tăng view nhanh trên YouTube. Trước hết chúng ta phải định nghĩa người bình thường là như thế nào. Theo quan điểm cá nhân của mình dưới góc độ của một người làm YouTube thì một người bình thường là người có cuộc sống bình thường, có một nghề nghiệp bình thường, không có đam mê gì lớn và cũng không có tài năng gì nổi trội so với mặt bằng chung của xã hội. Phần lớn chúng ta sống trong xã hội, chúng ta đều là những người bình thường. Hàng ngày chúng ta đi học, chúng ta đi làm, chúng ta ăn uống, chúng ta vui vẻ bên gia đình và thi thoảng chúng ta đi chơi đâu đó vào cuối tuần. Đó là cuộc sống của một người bình thường. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và không có gì quá đặc biệt. Vậy tại sao một người bình thường lại muốn làm YouTube? Tất nhiên là để kiếm tiền YouTube rồi. Trong các cách kiếm tiền online hiện tại thì làm YouTube vẫn là cách đơn giản nhất để bắt đầu. Muốn làm TikTok thì chúng ta phải có sản phẩm để bán hoặc là chúng ta phải có khả năng làm video tiếp thị liên kết. Muốn bán hàng online thì chúng ta phải có vốn. Muốn làm freelancer tức là làm tự do ấy, thì phải có kỹ năng. Muốn làm web hay muốn viết blog thì phải có kiến thức. Và chỉ có làm YouTube kiếm tiền là đơn giản nhất. Vì chỉ cần mỗi một chiếc điện thoại là các bạn có đủ điều kiện để bắt đầu một kênh YouTube rồi. Vì việc chuẩn bị đơn giản như vậy thế nên là rất nhiều người vẫn đang theo đuổi làm YouTube để kiếm tiền. Thậm chí nhiều vùng ở Việt Nam, việc làm YouTube nó còn trở thành một trào lưu nữa cơ. Nếu bạn nào lên Tuyên Quang rồi và các bạn cứ đi dọc quốc lộ 2 hướng về phía huyện Lâm Bình, đây là một huyện vùng núi của tỉnh Tuyên Quang, thì các bạn sẽ không khó để thấy cái cảnh là các cô hay các chú vừa đi làm vừa mang theo máy quay. Họ vẫn làm các công việc hàng ngày thôi, là lên nương, làm rẫy, đốn củi, chặt chuối hay là cho lợn ăn. Nhưng tất cả đều được quay lại một video. Tối đến thì họ ăn cơm xong là họ bật máy tính lên ngồi chỉnh sửa video. Mà đâu phải là một hai người làm đâu, bây giờ cả huyện họ rủ nhau làm vì họ thấy kiếm được cả trăm triệu từ cái việc làm YouTube kiếm tiền. Mà không phải là kiếm view trong nước như chúng ta đâu, toàn kiếm view ngoại đấy. Tất nhiên để cái thành quả này thì ai trong số họ cũng phải gặp qua. Khó khăn của một người bình thường làm YouTube, thứ nhất là bản thân họ phải thay đổi. Đặc trưng của một người bình thường là họ có cuộc sống bình thường, họ không cần thay đổi, không muốn thay đổi và đôi khi là ngại thay đổi nữa cơ. Mà trong cái việc làm YouTube thì lại khiến cho cuộc sống của họ thay đổi rất lớn. Họ phải làm nhiều hơn đúng không, phải thức đêm hôm để chỉnh sửa video, rồi thậm chí là phải công khai cái mặt mình lên ở trên mạng cho người khác người ta nhận xét. Cái khó khăn thứ hai là phải học thêm cái mới. Đa phần một người bình thường ấy thì lại chưa từng làm video trên mạng xã hội. Tất cả những cái kiến thức, những cái kỹ năng liên quan đến làm video thì gần như họ đều không có. Nên khi làm YouTube họ sẽ phải học rất nhiều cái mới. Học cách dùng máy quay, cách đặt máy quay, cách quay như thế nào, đưa video vào máy tính như thế nào. Và thậm chí nhiều người ở quê họ còn chưa từng sử dụng máy tính bao giờ. Rồi đấy là còn phải học sử dụng phần mềm chỉnh sửa video nữa. Cái gì cũng phải học. Đến những người trẻ thì chúng ta học còn thấy ngại, còn thấy khó nữa, là những người bình thường họ chưa có nhiều kinh nghiệm về tất cả những cái thứ đó. Tuy nhiên giữa rất nhiều cái khó đó thì có hai cái mà người bình thường họ luôn sẵn có và đó chính là lợi thế của họ: sự chân thật và sự độc nhất. Trong một xã hội mà con người ta bây giờ càng ngày càng đi lên, càng ngày càng trở nên khôn ngoan hơn,
thì cái sự chân thật của một con người chính là viên ngọc quý mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Nếu các bạn để ý thì các bạn xem các chương trình giải trí trên truyền hình ấy, thì các bạn sẽ nhận ra một điều như thế này là khán giả và giám khảo họ luôn dành rất nhiều cảm tình cho những người nào thật thà chân chất. Cái sự chân thật thường lại là thứ có sẵn trong một người bình thường, họ có sao nói vậy, họ biết gì làm vậy. Thế nên là nội dung video rất thật, con người thật, lời nói thật, ý kiến thật, cảnh trong video cũng thật. Một người bình thường luôn phải nhớ và mang yếu tố chân thật đó vào video của mình. Mình có thế nào thì mình quay video như thế. Người ta thiếu cái thứ mình có, họ sẽ tìm tới mình. Người ở thành phố muốn sang cuộc sống ở nông thôn, người miền xuôi thì lại muốn sang cuộc sống ở miền ngược, người miền Bắc thì lại thích sang cuộc sống ở miền Nam, người ở nước ngoài thì lại có nhu cầu xem video về tình hình ở trong nước. Video của ai rồi cũng sẽ có đối tượng người xem của riêng mình. Ngoài yếu tố chân thật thì một người bình thường còn có một yếu tố vô cùng độc, đó là cái tính độc nhất. Không ai trên đời này giống ai cả. Mỗi người có một khuôn mặt, có một vóc dáng, có một tính cách, có một cái điểm độc đáo mà không ai lẫn vào với ai được. Dù là người bình thường nhất nhưng họ cũng có cái yếu tố riêng biệt. Đó là yếu tố làm nên con người họ. Mang cái yếu tố độc đáo đó vào video thì đó sẽ là dấu hiệu nhận biết, đó sẽ là thương hiệu cá nhân của một con người. Một chị Mộng Kha bình thường nhưng rất nhẹ nhàng và tử tốn. Ngược lại, một bạn khoa Bắc luôn khoe cái sự giàu có của mình. Một bạn khoe lang thang rất đẹp trai và hiền lành. Một Ben Eagle thì luôn mạnh mẽ và giỏi võ. Một Quang Linh Vlog luôn tử tế và luôn sẵn lòng làm điều tốt cho những người khó khăn khác. Đó là dấu hiệu cá nhân, là tính độc đáo của từng người một, và họ luôn mang cái điều đó vào video của mình. Từng cá nhân khác nhau tạo nên một cái nền tảng mạng xã hội. Dù là người bình thường đến mấy cũng đều có sự chân thật, có tính độc đáo riêng của mình và phải luôn nhớ giữ gìn nó và mang nó vào video của mình. Khán giả của mình sẽ luôn nhận biết ra video của mình giữa hàng hà sa số các video khác trên mạng. Người bình thường tìm ý tưởng làm YouTube ở đâu? Trước khi bắt đầu cái video đầu tiên của mình thì dù là ai, chúng ta cũng phải dành thời gian để suy nghĩ xem là kênh mình sẽ làm về cái gì và quay những video nào. Mình sẽ chỉ cho các bạn 4 ý tưởng để làm video cho một người bình thường. Cách đầu tiên cơ bản nhất là làm vlog, tức là các bạn là dùng máy các bạn quay lại video về cuộc sống của mình. Với một người bình thường thì cái việc sáng tạo nội dung ban đầu mình nghĩ là chưa cần thiết lắm. Các bạn hãy lấy bản thân mình, lấy những thứ xung quanh mình làm nguyên liệu để làm video YouTube. Các bạn có thể quay về cuộc sống của mình, nơi mình sống, công việc của mình, món ăn mình nấu, sở thích, sở trường của mình. Còn trong trường hợp các bạn không nghĩ ra ý tưởng gì thì các bạn có thể thử cách thứ hai là hỏi bạn bè hoặc người thân của mình. Đó là những người thân cận với mình, gần gũi với mình nên họ có thể hiểu mình hơn và có thể hướng dẫn cho các bạn làm video về cái gì. Có đôi khi chính mình cũng không nhận ra là mình có thể thành thạo cái gì và biến nó thành video được đâu. Cách thứ ba để tìm ý tưởng là lên mạng để kiếm. Các bạn định làm cái gì thì lên video YouTube tìm video của người khác xem họ làm cái gì này, họ làm như thế nào, rồi về bắt chước ý tưởng của họ. Nhớ chỉ là bắt chước ý tưởng, không dập khuôn theo mẫu của họ nhá. Mình mang ý tưởng của họ về, mình làm video trong điều kiện của bản thân mình, với tính chân thật của mình, với tính độc nhất của mình. Nó có một cái lợi của việc làm video YouTube theo ý tưởng của người khác là khi mà khán giả họ xem xong cái video của mình nhiều view ấy, thì các video cùng chủ đề sẽ được gợi ý hiển thị ở bên cạnh video đó. Và chúng ta sẽ có cơ hội xuất hiện trước mặt của người xem thông qua video của kênh lớn. Và đó là một cách để chúng ta tăng view cho chính mình. Cách cuối cùng mình gợi ý cho các bạn, nếu chúng ta là một người bình thường làm YouTube, đó là học một thứ gì đó. Ai chẳng có một thứ gì đấy thích làm đúng không? Hãy bắt đầu sở thích của mình bằng một kênh YouTube. Mình học cái gì, mình chuẩn bị cái gì, mình phải làm ra sao, kết quả như thế nào đều quay lại video. Ví dụ như là một bạn sinh viên muốn làm YouTube chẳng hạn, bạn ấy có ý định, có sở thích tự học tiếng Anh, thì bạn ấy có thể ghi lại cái chặng đường học tiếng Anh của mình. Khán giả ngoài là người xem, họ sẽ là người đồng hành và cùng nhau chờ kết quả học tập của bạn ấy. Họ cũng không quá khắt khe với kết quả đâu, vì chúng ta chỉ là người học thôi mà. 6. Người bình thường làm video như thế nào? Một người bình thường thì có cái rào cản lớn nhất với họ khi làm video YouTube, đó là việc xuất hiện trước video như thế này. Nếu các bạn ngại thì các bạn có thể tính đến làm các video không có mặt của mình trước. Các bạn chỉ quay phần thân hoặc là phần tay mình khi mà các bạn làm video thôi. Kiểu như là video nấu nước, video sửa chữa hoặc là các video làm đồ thủ công ấy. Khi các bạn đã quyết định xuất hiện mặt của mình thì các bạn đơn giản là cứ việc làm những cái gì mà mình làm như bình thường ấy, rồi sau đó các bạn quay lại thôi. Mình tập trung vào công việc
thì mình sẽ không còn ngại trước cái máy quay đấy nữa. Sau này khi mà các bạn quay nhiều ấy thì các bạn bắt đầu tự tin hơn, lúc đó các bạn có thể tương tác với cái máy quay, nói chuyện với cái máy quay như nói chuyện với khán giả của mình thôi. Còn riêng về việc sử dụng máy quay ấy, thì mình khuyên các bạn nên như thế này. Ban đầu thì các bạn không cần phải bỏ tiền ra mua một chiếc máy quay vài chục triệu về để làm video đâu. Hãy bắt đầu một kênh YouTube bằng thứ mà ai cũng có, chính là chiếc điện thoại di động của các bạn. Nó nhẹ, nó gọn, nó có thể mang đi bất cứ đâu. Các bạn có thể quay bất cứ thứ gì và chất lượng bây giờ nó cũng đẹp chứ không phải quá xấu đâu. Hãy cứ tập sử dụng nó đi để các bạn hiểu xem là bản thân mình sẽ cần một chiếc máy quay như thế nào, thì sau này mua sau cũng được. Chứ bây giờ mua sớm về mà không dùng hết được cái tính năng của nó cũng rất là lãng phí. Sau khi đã có video rồi thì có thể chỉnh sửa video luôn. Nếu mà các bạn chưa dùng thạo máy tính thì có thể chỉnh sửa trên điện thoại di động cũng được. Mình vẫn lưu ý với các bạn, khi một người bình thường làm video thì vẫn phải đặt cái yếu tố chân thật lên hàng đầu nhé. Các bạn chỉ cần cắt bỏ phần thừa, cái phần chuyển từ cảnh này sang cảnh khác thì làm đơn giản thôi. Âm thanh thì cũng dùng cho nó phù hợp là được. Đừng có dùng hiệu ứng âm thanh rồi hiệu ứng hình ảnh nhiều quá làm video của mình nó lố, nó mất đi cái sự chân thực của video. 7. Phát triển kênh YouTube bình thường. Sau một thời gian các bạn đã quen với việc làm YouTube rồi thì các bạn sẽ phải tìm cách làm sao để phát triển cái kênh YouTube của mình hơn. Đầu tiên là mình phải hiểu khán giả kênh của mình thích cái gì, thích xem cái gì ở các video của mình. Các bạn chỉ cần vào số liệu phân tích trong kênh của mình xem video nào có nhiều lượt view thì đấy là cái mà khán giả thích nhất ở kênh của mình. Hãy dựa vào video đó và các bạn có thể làm các video với chủ đề tương tự để hút view từ những người sub kênh của mình. Ngoài ra có một việc quan trọng là các bạn cũng sẽ phải dành thời gian, dành tâm trí vào để nghiên cứu các cái khía cạnh độc lạ, hấp dẫn nhằm tạo điểm nhấn trong video bình thường. Nghĩa là mọi thứ trong video nó vẫn cứ diễn ra bình thường, nhưng phải tìm được một chi tiết thật hấp dẫn, đưa nó vào video rồi dùng chi tiết đó làm tiêu đề, làm hình thumb nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Đây chính là bí mật mình nói ở ban đầu với các bạn, để biến một video bình thường thành một video hút view. Mình từng xem video về du lịch, tên của video đó là Du lịch Nepal, xúc động trước tình cảm cô gái Nepal xinh đẹp dành cho người Việt Nam. Trong video thì bạn chủ kênh ấy, bạn ấy cũng quay các cái quang cảnh trong cái chuyến du lịch Nepal của bạn ấy, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không quan tâm đến video nếu nó chỉ có tiêu đề là du lịch Nepal. Nhưng có một cái chi tiết mà bạn ấy mang ra làm điểm nhấn cho toàn bộ video, đó là cái bạn gái xinh đẹp đó dành tình cảm cho người Việt Nam. Vậy là khán giả bị thu hút bởi chính cái tiêu đề đó và vào xem toàn bộ cái video qua các cảnh bình thường chỉ để xem cái điểm nhấn là cô gái đó như thế nào. Một cách rất thông minh để biến một video gồm những cảnh quay bình thường thành một video có điểm nhấn thu hút người xem. Các bạn hoàn toàn có thể học cách tương tự để hút view về cho video, cho kênh YouTube của mình. Ngoài việc phát triển hơn về nội dung thì có một thứ mình cũng dặn các bạn là dần dần các bạn cũng nên tìm hiểu về các cái thứ liên quan đến YouTube. Vì YouTube là nơi mình làm việc mà không ai đi làm cho một công ty mà không có thể hiểu biết gì về cái công ty đó cả. Mình phải tìm hiểu về YouTube để xem là cái quy định, cái luật lệ của YouTube nó như thế nào. Và có kiến thức về nó thì sẽ tránh cho các bạn các sai lầm và các bạn có thể đi đường dài trên YouTube được. Một trong những cách đó là các bạn sắp những kênh làm hướng dẫn YouTube như kênh của mình để dần dần các bạn tích lũy kiến thức cho mình. Một người bình thường thì hoàn toàn có thể tạo ra và phát triển một kênh YouTube theo những gì mà mình đã nói ở bên trên. Có điều là các bạn phải làm. Làm thì mới biết, làm thì mới sửa, làm thì mới học, làm thì mới thành được. Mà đã làm rồi thì phải làm kiên trì. Làm YouTube vốn đã khó rồi, nữa là với một người bình thường. Đừng vì một vài video không có view mà các bạn nản rồi bỏ cuộc giữa chừng. Cũng đừng chỉ làm 1 tuần, 2 tuần không thấy kênh nó tăng trưởng rồi bắt đầu đi lần mò tìm cách tăng view, tăng sub. Các bạn phải làm vài tháng, 6 tháng tới 1 năm thì các bạn mới thấy những thành quả đầu tiên của kênh mình được. Nếu trong quá trình các bạn làm có vấn đề gì, hoàn toàn các bạn có thể đặt câu hỏi cho kênh của mình. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái tình huống đấy phải xử lý như thế nào, phải học ở đâu để xử lý tình huống đó, và nguồn để học ở chỗ nào. Chỉ cần các bạn thực lòng tìm thì sẽ gặp, gõ thì cửa sẽ mở.